Đây các bác có thể thấy phía sau của hai cái loa siêu trầm này thì các bác có thể nó khác nhau không ạ? Đó, ở đây là chiếc trầm điện nha các bác nhé. Đây là chính là chiếc trầm điện này. Còn bên này chính là chiếc trầm hơi. Đó, trầm điện thì nó sẽ được trang bị một mạch công suất. Đó. Và mạch công suất lớn hay là công suất nhỏ thì nó tùy thuộc vào nhà sản xuất. Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác về những chiếc loa siêu trầm. Và trong thời gian qua thì có rất là nhiều anh em còn chưa biết thế nào là trầm điện và thế nào là trầm hơi, thì đó chắc hẳn là những anh em mới vào chơi âm thanh đúng không ạ? Và ở đây em đã bày sẵn ra cho các bác là hai mẫu loa siêu trầm, đây các bác có thể thấy. Và nếu như chúng ta nhìn từ xa này thì cũng rất là khó để có thể phân biệt được đúng không ạ? Nếu như mặt nhìn mặt trước và những anh em mới chơi âm thanh thì rất là khó để phân biệt là đâu là trầm điện và đâu là trầm hơi. Thì trong video này thì chúng em sẽ hướng dẫn và giải đáp hết cho các bác về cái nội dung của hai sản phẩm. Và xin mời các bác. Đầu tiên thì trầm điện là gì? Và xin mời các bác cùng quay ra phía sau để chúng ta có thể phân biệt được đâu là trầm điện và đâu là trầm hơi. Thì đây các bác có thể thấy phía sau của hai cái loa siêu trầm này thì các bác có thể nó khác nhau không ạ? Đó. Ở đây là chiếc trầm điện nha các bác nhé. Đây là chính là chiếc trầm điện này. Còn bên này chính là chiếc trầm hơi. Đó, trầm điện thì nó sẽ được trang bị một mạch công suất. Đó. Và mạch công suất lớn hay là công suất nhỏ thì nó tùy thuộc vào nhà sản xuất. Đó. Và thường những cái dòng trầm điện thì sẽ rất là dễ chỉnh và lắp ghép trong một dàn karaoke. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy là sẽ trang bị thêm cho chúng ta một cái phím volume này. Đó, chỉnh dải cao thấp này và chỉnh pha này. Và đây là chính là đường tín hiệu vào, là chúng ta chỉ cần cấp một dây tín hiệu từ vang hoặc âm ly xuống chiếc trầm và chúng ta có thể cắm trực tiếp điện 220 để có thể hoạt động, để cho cái chiếc trầm này hoạt động. Thế còn trầm hơi thì các bác có thể thấy là trầm hơi thì nó sẽ không có mạch công suất. Nó chỉ có duy nhất đường input vào và đường out. Đó, có hai cái đường này thôi ạ. Và nó sẽ không có mạch công suất này. Rồi nó sẽ không có dây cắm, dây tín hiệu này. Nó cũng không có lỗ để chúng ta có thể cắm điện này. Và nó cũng không có chỉnh to nhỏ trên một cái bản thân chiếc trầm này. Thì đây chính là trầm hơi. Công suất của trầm điện thường rất là nhỏ. Thì các bác có thể thấy đây chỉ có tới là 250W này. Đó, 250W nhé. Còn trầm hơi bên này nó lên tới là 800W. Đó, 800W. Thì các bác có thể thấy là thường những cái không gian nhỏ gia đình thì mọi người hay sử dụng những cái dòng loa siêu trầm hơn, bởi vì những cái dòng loa siêu trầm điện ấy dùng ở không gian nhỏ thì nó sẽ tiết kiệm được diện tích này, nó không cồng kềnh và nó tiết kiệm được chi phí. Còn là trầm hơi thì chúng ta công suất là lớn thì để cho các bác có thể nghe nhạc sàn hoặc đánh không gian rộng ngoài trời các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ tổng kết lại trầm điện là gì và trầm hơi là gì cho toàn thể các bác. Vâng, vừa rồi thì em có giới thiệu với các bác rằng là trầm điện thì nó sẽ có mạch công suất, còn trầm hơi thì nó sẽ không có mạch công suất. Vậy ưu điểm và nhược điểm của hai sản phẩm này như thế nào? Thứ nhất, nói về ưu điểm của trầm điện thì em nó được tích hợp sẵn là mạch công suất này, dễ dàng kết nối này, cũng dễ dàng chỉnh trong không gian karaoke gia đình. Tuy nhiên công suất của nhược điểm của nó là công suất nó nhỏ này. Đó, nhược điểm công suất nhỏ và không cho được cái tiếng trầm uy lực mạnh mẽ ở những cái không gian lớn, cho nên là các bác chỉ nên sử dụng những cái dòng xúc điện cho không gian nhỏ thôi các bác nhé. Còn xúc hơi đó là trầm hơi ấy, thì ưu điểm của nó là tiếng uy lực mạnh mẽ và độ bền thì rất là cao, là công suất nó lớn. Còn nhược điểm thì khi chúng ta sử dụng những cái dòng xúc hơi này thì chúng ta sẽ phải thêm một đẩy công suất, đó, một cục đẩy để có thể cấp công suất cho cái loa siêu trầm hơi này, phải không ạ? Và giá thành của nó là một cái nhược điểm nó rất là cao. Đó, giá thành nó rất là cao. Vậy nên khi chúng ta sử dụng không gian lớn thì chúng ta sẽ phải mua trầm hơi để chúng ta có thể chơi cho những không gian lớn. Còn không gian nhỏ thì các bác có thể mua trầm điện để chúng ta có thể sử dụng trong không gian nhỏ vừa. Video vừa rồi cũng phần nào giải thích được cho các bác hiểu được rằng trầm hơi là gì và trầm điện là gì. Và trong cái video này thì còn chỗ nào các bác chưa hiểu hay thắc mắc có thể để lại comment bên dưới để chúng em có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ các bác nhanh hơn. Và cũng xin chào các bác, hẹn gặp lại.